Tiền đạo số 1 của Man City đã bỏ lỡ trận thắng 2-1 trước Luton Town vào Chủ nhật do chấn thương ở chân. Erling Haaland đã vắng mặt trong buổi tập của đội 1 Man City vào sáng thứ ba, trước trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League của Man Xanh với sao đỏ Belgrade. HLV Park Dula đã xác nhận rằng tuyển thủ Na Uy dự kiến sẽ quay trở lại tập luyện vào thứ năm. Khi được hỏi rằng liệu Haaland có tập luyện kể từ trận thắng Luton Town hay không, Guardiola nói: "Không, tôi nghĩ anh ấy sẽ trở lại vào thứ năm. Chúng ta sẽ xem anh ấy cảm thấy như thế nào." Cánh phóng viên cũng hỏi rằng liệu Haaland có đủ thể lực để đối đầu với Crystal Palace vào thứ bảy hay không. Huấn luyện viên Pep Guardiola liền trả lời: "Hiện tại tôi không biết. Ở cuộc họp báo trước trận đấu với Palace, tôi có thể nói chính xác hơn về tình trạng của anh ấy." Trước đó, theo tờ Mirror, Haaland có thể nghỉ đến hết tháng 12 và sớm nhất cũng chỉ có thể trở lại vào năm mới 2024. Điều đó có nghĩa là anh sẽ vắng mặt ở quãng thời gian căng thẳng sắp tới của Man City và nhiều khả năng lỡ hẹn luôn FIFA Club World Cup. Nếu điều này thực sự xảy ra, Man City sẽ phải xoay sở ra sao đối với hàng công của họ? Huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ giải quyết bài toán không Haaland như thế nào đây? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Như trước đó, quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của kênh nhé. Thiếu vắng Haaland, Man City đã phải chật vật mới có được chiến thắng ngược dòng 2-1 trên sân của Luton để chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng. Rõ ràng, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng rồi đã phản ứng rất tốt sau giờ nghỉ bằng lối chơi mượt mà hiệu quả với hai pha dứt điểm nhanh như điện của Bernardo Silva và Jack Grealish. Sự vắng mặt của Haaland vì chấn thương đồng nghĩa với việc gần như dù có chuyện gì xảy ra, trận đấu cũng sẽ được nhìn nhận qua lăng kính của việc có hay không có cỗ máy ghi bàn người Na Uy. Và bởi vì Man Xanh đã thắng nên kết quả rất đơn giản, không có Haaland, không vấn đề gì. Còn nếu Man City không thắng, mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên họ cũng không cần phải quá lo lắng khi tiền đạo người Na Uy không thể ra sân. Trong quá khứ, Pep không còn xa lạ gì với một số 9 ảo với Julian Alvarez, Foden hay nhiều ngôi sao tấn công khác có thể đảm nhận vị trí này. Sau khi Haaland đến vào hè 2022, Pep đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng đảm bảo Man City có thể chơi với sự cân bằng về đội hình và kiểm soát tốt trận đấu với tiền đạo cao lớn này. Trước đó thì họ đã chơi với một số 9 ảo người có thể kết nối với hàng tiền vệ tốt hơn và giúp Man City áp đảo đối thủ ở 1/3 cuối sân. Tại sân Kenilworth Road, Alvarez chính là số 9 ảo trong đội hình thiếu Haaland. Ở mùa này, do tiền vệ sáng tạo Kevin De Bruyne phải nghỉ thi đấu dài hạn nên Pep Guardiola gần như đã kéo hẳn Alvarez về để đá vai trò số 8. Chân sút người Argentina chơi khá tốt trong vai trò mới này. Anh đã in dấu giày trong 15 bàn thắng của đội chủ sân Etihad, trong đó có 8 lần trực tiếp dọn cỗ cho đồng đội. Nhưng theo nhận định chung của giới chuyên môn, tuyển thủ Argentina chỉ chơi hay trong vai trò số 8 khi đá với các đội dưới cơ, còn gặp các đội mạnh, anh thường mất hút. Diễn giải theo một cách khác, ở vai trò này Alvarez đã thể hiện tương đối tốt, nhưng trong những trận đấu lớn, vai trò kể trên của chàng nhện đôi khi lại giống như một canh bạc, bởi dường như Man City vẫn chưa có đủ sự kiểm soát lối chơi khi Alvarez chơi ở hàng tiền vệ. Ở mùa giải này, hàng tiền vệ của Man City chơi thiếu sáng tạo một cách bất thường. De Bruyne thì mới chỉ có được 20 phút ở mùa giải mới. Vị trí của Gundogan cũng chưa tìm ra sự thay thế phù hợp và khả năng dâng cao lên hàng tiền vệ của John Stones cũng bị thiếu hụt một cách trầm trọng. Thời điểm này, Manuel Akanji đang cố gắng để đảm nhiệm vai trò này nhưng anh lại có phần kém tự tin và sự sáng tạo khi cầm bóng hơn là John Stones. Điều đó đồng nghĩa với việc Rodri sẽ phải đảm nhận trách nhiệm ở hàng tiền vệ, kể cả ở thời điểm có bóng và không có bóng. Với Stones chơi dâng cao hoặc có Gundogan bên cạnh Rodri, việc ghép cặp thêm một Alvarez vào hàng tiền vệ không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng vai trò của Alvarez linh hoạt hơn những gì chúng ta thường được trông mong ở một số 8 tại Man City. Cầu thủ Argentina được phép đẩy cao lên hàng công để hỗ trợ cho Erling Haaland và được tự do di chuyển trong khu vực trung tâm thay vì phải giạt ra hai cánh. Nhưng việc thay đổi vị trí của một số 8 khiến Man City tạo ra được ít mối đe dọa hơn vào một phạm vi rộng. Điều này vô hình chung khiến Man City có vẻ khá rời rạc trong các tình huống dàn xếp tấn công. Mặc dù trong trận đấu họ cũng tạo ra rất nhiều cơ hội khác để giành chiến thắng, nhưng cơ hội bị bỏ lỡ trong ví dụ thường đến từ lối chơi ép sân hơn là một lối chơi có cách tiếp cận tốt. Như ở ví dụ sau, Doku sẽ để Bernardo Silva di chuyển vòng ra ngoài để giúp anh tăng tốc, đồng thời loại bỏ một hậu vệ. Nhưng việc Alvarez không chủ động di chuyển hỗ trợ khiến cho Doku bị dồn nhiều ra ngoài và buộc phải tung ra một cú sút khó bằng chân trái. Còn ở tình huống này, Alvarez đã chuyền trái bóng một lần nữa cho Doku từ khoảng cách giữa sân. Ban đầu Doku có khá nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng. Ở lần này cú sút và tình huống xử lý đã tốt hơn khi bóng đi trúng xà ngang. Nhưng nhìn chung thì nó vẫn là một tình huống sút khó bởi đã có hai hậu vệ chặn đi góc sút của Doku. Điều này cũng diễn ra ở cánh đối diện khi Bernardo tỏ ra kém hiệu quả hơn thường thấy. Cầu thủ người Bồ vẫn thực hiện những pha chuyền bóng có tính đột phá cao. Nếu ở tình huống này, Bernardo được nhận lại bóng từ Foden, anh sẽ không có được một góc xử lý tốt nhất bởi bản thân anh là cầu thủ thuận chân trái. Nhưng nếu đó là Alvarez thì sẽ có một pha băng xuống nhanh và gọn hơn
đồng thời cũng có thể mở ra một đường căng ngang vào trong cho Hà Lan đang chờ sẵn. Đôi khi, Bernardo cũng tỏ ra thiếu quyết đoán khi nhận bóng ở phía cánh phải. Mặc dù bản thân là cầu thủ rất giỏi dẫn những quả bóng từ phía cánh phải vào trung lộ, nhưng khi được xếp thi đấu là một tiền vệ đá cặp cánh với cả Foden, anh lại tỏ ra kém hiệu quả hơn trông thấy. Ở tình huống dưới đây, Bernardo cho thấy sự lúng túng khi phải đưa ra quyết định đẩy quả bóng cho Hà Lan hay Foden đang di chuyển dọc cánh phải. Chính vì thế, giới chuyên môn ở xứ sở sương mù đều kêu gọi huấn luyện viên Pep Guardiola trả Alvarez về đá trung phong. Nhất là trong bối cảnh Erling Haaland gặp chấn thương, và Pep thực sự đã làm như vậy. Man City có hiệp một kết nối xung quanh vòng cấm tốt hơn, nhưng có lẽ thiếu chính xác hơn ở bên trong khu cấm địa Luton. Cụ thể, trong 46 phút 50 giây, The Citizen đã duy trì quyền kiểm soát bóng và tạo ra một số cơ hội ngon ăn, nhưng dứt điểm lại không tốt. Sau hiệp 1, những điểm yếu nhỏ của Man City bộc lộ, Hoscovadion từ bỏ việc kiểm soát bóng dễ dàng, hàng tiền vệ không thể giành lại bóng và hàng thủ rất khó đối phó với các đường tạt bóng của đối phương. Hiệp 2, họ đã chơi trực diện, tiến gần khung thành Luton Town hơn bằng những đường bóng đi sộc thẳng vào trung lộ, đánh vỗ mặt vào hàng thủ đội chủ nhà, dù không giành lại quyền kiểm soát bóng. Cả hai bàn thắng chóng vánh của Silva và Grealish đều đến khi Man City thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên, Pep muốn thay đổi động lực để cải thiện kết quả và họ đã làm được điều đó với một màn trình diễn tổng thể ấn tượng. Song, băng ghế dự bị hạn chế của Man City không cho phép Pep có thể lúc nào cũng làm được điều đó. Chúng ta không xa lạ gì với việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ thích sở hữu khoảng 14 hoặc 15 cầu thủ hàng đầu và hầu hết trong số họ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau để khi tất cả khỏe mạnh, ông không phải loại bỏ những ngôi sao. Đây là một phần quan trọng trong thành công của Man City trong những năm qua và dường như Pep sẽ không bao giờ thay đổi nó. Ở trận đấu với Luton, Pep điền tên hai thủ môn vào băng ghế dự bị và rất có ít phương án tấn công. Thông thường ở mùa giải này, Man City có 8 cầu thủ dự bị thay vì tối đa là 9. Hà Lan có nguy cơ nghỉ hết năm 2023, nhưng không sao, Pep luôn có phương án để đội nhà vận hành hiệu quả khi thiếu vắng chân sút chủ lực của mình.